Medoban có pơ nha. Ui dồi ôi, cái gì thế này? Cái gì? Medoban là 2 min. Chúng ta hai cho Son, một Greg và một Zuma. Quân là hơi xấu. Và chúng ta hai nhà cầm cho Son, không ra được một con IA nào cả và cũng không ra được con Seng nào cả. Vâng, trận này là trận mà chúng ta phải vượt khó rồi. Phải vượt khó. Tôi đoán là chiến thuật của đội bạn sẽ là Baby đi dâng A, Minoan chim sẻ hoặc Minoan của 98 người đánh cung A. Bên đội bạn sẽ đánh theo kiểu là đi dâng. Với cái chất quân này, khả năng Baby của Chip Boy sẽ không đánh ở nhà đâu. Họ đánh theo kiểu đi dâng lên. Hoặc nếu mà đầu cánh thì Chip Boy sẽ là người đánh chém thủ phủ. Đáng đoán được như vậy thôi. Nếu mà trong cánh thì khả năng Chip Boy sẽ là người đi dâng A. Minoan của chim sẻ và U98 sẽ là những người đánh cung A. Một trong hai người sẽ đánh cung A. Pơ thì đương nhiên là đánh chém rồi. Vượt được hai trận rồi, thắng được hai trận liền. Nhưng trận chung kết này quân có vẻ là đang là không ủng hộ chúng ta nhiều lắm. Tí là người cầm cho Son, lớp là người cầm GZ, thứ là người cầm cho Son nữa. Về đồ bạn có hai min, một baby quân thì đồ bạn đương nhiên dễ đánh rồi, nhưng tôi đang lại hơi khó chịu với con Pơ kia. Thực ra cái bóng đấy họ ra baby hay là ra hitty hay hoặc là Pơ thì cũng là dễ đánh cả. Chúng ta đã không ra được con IA và cũng không ra được con Seng nào cả. Liệu sẽ là một chiến thuật như thế nào đây? Chúng ta cũng chờ đợi. Và mình sẽ không nói về chiến thuật của bên chúng ta. Chúng ta dự đoán chiến thuật của bên đối bạn thôi. Bởi vì gần nhau lắm. Cửa thì mở. Cửa thì mở. Bên kia đội bạn có tới 2 pet. Một bình luận ở trong, một bình luận ở ngoài. Báo về Minoan màu 2 chậm dần nhiều thì khả năng Minoan màu 2 sẽ là đánh cung A. Bài cho Son này của thứ là ok đấy. Không sao, bây giờ đặt đặt BG ăn quả trước cũng chả vấn đề gì cả, đánh 25 dân thôi, không vấn đề gì hết, ta lên sớm được mà. Chung là quân này thì đúng như kiểu là và ăn chiêu nói, và tịt này là tịt có tí rô, chứ không phải là tịt theo kiểu là 246, 245 bích. Tịt này tịt có tí rô. Vẫn còn có tí cửa, biết đâu mình cầm trương, biết đâu lại bắt được nào nhà nào đấy. Quýt báo về là bài của mình rất ok. Có lẽ rằng Quýt sẽ là người đi dâng sọc đơn. Dâng sọc đơn thì để có thể chống phù thôi. Bài này sẽ là bài lên đời xong nâng chặt gỗ và đánh sọc đơn đến từ game thủ cầm rô màn. Báo về bên kia chim sẻ và baby là người đánh cùng. Bơ bên đó bạn Mạnh Hào là người đánh 22 dần. Kích đời 10-05 với bài 25 dân đi dâng. Thực ra nếu bài 25 dân ở nhà thì đây không phải là một bài quá sớm. Nhưng đi dâng là như vậy là rất sớm rồi. Chúng ta cũng chờ đợi xem.
Quy trận thi đấu này dâng sọc đơn có hiệu quả hay không? Buộc phải dâng sọc đơn thôi, bởi vì nếu không đánh sọc đơn thì bên đồ bàn đánh nhiều phù chúng ta cũng rất mệt người. Quân xấu thì chúng ta phải chủ động đánh theo cả đi công. Chứ quân xấu mà đánh thủ ở nhà thì đồ bạn cũng đánh thủ thôi. Tôi vừa thấy dân của màu 2 là một cái gì đó đỏ đỏ của màu 2, không biết là cái gì thôi. Công giáp là đầy đủ dành cho cái bùi cam quýt. Ai đây? Gặp ai đây? Như vậy là Persia. Persia là của game thủ mạnh hào. Bãi vàng của Per đã bo bế kín. Bài Per có vòi, vâng, 3 vòi ở nhà chính, hiêu đầu về. Lý do tại sao mà game thủ mạnh hào là người đã nhảy đời ở phút thứ 12. Phút thứ 12 đã nhảy đời. Như vậy là một bài kích 9-40. 9-40 dành cho game thủ mạnh hào. Con người dò của game thủ cam quýt đã làm thịt được 2 dân. Và bây giờ là dân bãi gỗ. Báo về màu 2 là người đi dâng lò. Đây là lớp 23-40. Đang đối đầu với nhà màu 1 thì phải. Không, chưa thấy ai. Như vậy là màu 3. Màu 3, như vậy là màu 3 đồng cánh á. Thứ gặp màu 4. Màu 4 là chim sẻ. Màu 2 là người đi dâng lờ lên. Chim sẻ là người đánh cung A. Chim sẻ đang cơ cấu nhà. Có con tê đứng thủ. Một nhà P. Và đây là dân của màu 2. Và đánh lờ tại nhà đến từ game thủ của màu 2. Và đây là chim sẻ đi nắng. Nào, nổ, nổ. Không được. Vâng, cay thế. Nhanh một tí nữa thì được. Đây là lớp 24-48. Cam quýt là người dân sọc đơn 34. Màu 1 là người ở phía trong cánh. Cánh bên này cam quýt gặp màu 1 vào nhà màu 3. Nhưng chưa thấy dân của màu 1 đâu cả. Ruộng ở nhà không có. Có lẽ là màu 1 đúng là bài đi dâng A hoặc là đi dâng L. Chắc chắn là bài đi dâng rồi. Không thấy dân ở nhà này. Có lẽ đây là bài gỗ. Minoan bên đội bạn thì đã lên được cung A và đã ký được nhà. Vâng, đây là dân màu 1. Màu 1 đi dâng. Màu 1 đang khá yếu nhá. Màu 1 đang bị mất khá nhiều nông dân làm. Vâng, khá nhiều nông dân ăn hoa ở nhà mình kìa. Đi ngang bản đồ ra, đi ra chuẩn bị tới đấy. Đấy, cứ đi ngang thế thôi nhá. Đừng vào sâu bản đồ. Đừng vào sâu vào phía trong. Đây là cái thủ Mai của tí. Ruộng của nó lưng ở bên ngoài, không phải ở trong đâu. Đây là cái thủ Xuân Thứ. Thứ đang rất cố gắng để có thể mài e vào nhà của cái thủ chim sẻ. Nhưng chưa được. Chim sẻ vẫn là một cái gì đấy đang thủ là rất dẻo. Đây là cái thủ cam quýt. À, đấy đúng rồi, ngay gần cái nhà BL đấy. Chim sẻ thì đã lên được cung A rồi. Bây giờ thì game thủ Mai của tí là người vẫn phải sóc dân thôi. Vẫn phải sóc dân lên được hot sớm. Lên được hot sớm. Đây là cam quýt. Và một pha vé đến từ game thủ cam quýt. Tốt lắm. Cam quýt pha vé tốt. Màu 2 chết sạch sẽ ruộng rồi nhá. Màu 2 chết sạch sẽ ruộng dành cho U98 đấy. Bây giờ đi luôn vào quanh gỗ nữa. Đi luôn vào gỗ, đi luôn vào gỗ. Đây là tí cũng đang có quân ở đây. Còn đây là Quýt. Vâng, Quýt đang chém cực kỳ tốt ở trận này. Dâng lờ là rất hiệu quả và chơi luôn được cả vào nhà của game thủ của màu 1 nữa. Màu 1 là mất luôn bay cô. Và màu 2 đi vĩnh biệt. Chặn đầu không thể chạy được. Khi mà lượng quân của chúng ta đang ở đây là rất nhiều. Và màu 2 cũng đang yếu, rất yếu. Thứ báo về thì cũng đang ăn được chém của game thủ của màu 2. Thứ thứ mai là 30. Đây là game thủ về lớp. Lớp 23-56. Quay trở lại với game thủ cam quýt. Bây giờ thì quýt mới ăn được bãi vàng của game thủ của màu 3. Nhưng màu 1 thì đang đẩy game thủ Mai có tí. Họ là bài đi dâng A. Đúng theo những gì như mình dự đoán là baby của bên bạn đi dâng A. Và Minoan là chim sẻ.
một trong hai Minoan là người đi đi dập. Và xin lỗi, một trong hai Minoan là người đánh cung Nga. Chim sẻ đang là người có nhà và đánh cung Nga của Minoan. Tờ này chúng ta bắt được hết quân của người cầm Baby, là Baby không còn nhiều tính chất thi đấu đâu, bởi vì lượng dân của Baby chết là khá nhiều rồi. Đây là game thủ Cam Quýt. Vâng, Quýt đi dâng L, Tham Mai đang là 60. Vâng, đi dâng L và Tham Mai đang là 60. Bãi vàng của màu 3 đã chết rồi. Vâng, bãi vàng của màu 3 đã chết, nhưng màu 3 và màu 1 đang hút tí. Về cứu đi, về cứu đi, về cứu đi. Cứu được thoải mái. Về đi, về đi, về đi. Về đi, về đi, về đi, về đi. Về cứu tí đã. Màu 4 báo về 50 dân rồi. Đương nhiên là cái thế trận này để cho chim sẻ và lên cung A thì là đang vẫn đang là khê. Chúng ta phải cố gắng thôi. Màu 1 đang, màu 1 và màu 3 đang hốt tí. Nào đưa quân về đây để cứu tí nào, phải có tí có nhà cơ thì mới có cửa được. Tí phải có nhà cơ. Đây là game thủ Cam Quýt, Quýt có về đây không? Quýt đang về đây rồi. Đây là game thủ Xuân Thứ. Vâng, màu... cho son chúng ta. Chim sẻ là người đẩy cung A luôn. Vâng, chim sẻ là người đẩy cung A luôn. Tơ này là tơ mà chúng ta. Vâng, tí đang gọi đồng đội vào chém luôn. Đây là chỉ là ngựa chém thôi kìa. Quýt, 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 lao vào. Về hướng về góc 3 giờ. Hướng về góc 3 giờ. Rồi, quân đấy. Chơi đi. Bây giờ thì chúng ta phải cố gắng bắt được tân quân này. Và bơm cho tí lên được 4 cơ. Phía bên kia chim sẻ khả năng sẽ là người lên 4 ở sau thời điểm này. Đương nhiên là chúng ta đang có một cái thế trận chém nó ổn. Nhưng cái chất quân cầm chủ lực của bên đội bạn thì đang nó đang mắc hơn so với chúng ta. Và như vậy là chim sẻ là người đẩy quân luôn. Chim sẻ là người đẩy cung A luôn. Ở nhà, ở chỗ nhà BL ấy, như chỗ nhà BL ấy. Chỗ nhà L của tí. Và họ đẩy cung A luôn. Chất quân của chúng ta là rất khó để có thể chơi lại cung A đấy nhá. Đây là game thủ Michael tí, tầm lại 51. Đây, Quýt đây. Đấy, vàng về, về chỗ nhà chính mà. Và đây là game thủ Cam Quýt, Quýt đang vòng đằng sau. Vâng, Quýt đang vòng đằng sau, nhưng cái chất quân của chúng ta đấy, đấy rất bị khắc bởi cung A. Vâng, rất bị khắc bởi cung A. Rất bị khắc bởi cung A. Có ai liệu vào móc máy được nhà của game thủ chim sẻ không? Màu 1 thì đang có những cái đơn vị quân nó móc máy vào nhà của chúng ta. Chim sẻ, cái loại cung A nó rất khắc. Vâng, nó rất khắc. Và cung A thì bây giờ nó là cái chất quân mạnh nhất ở trên cái bản đồ này. Mặc dù Quýt tham ai là 54, đây không phải là một bài đánh chắc nhà. Đây là tí. Khoài thật. Khoài. Thế này đương nhiên là cái thế tham ai thì vẫn đang đánh thoải mái thôi. Nhưng cái thế trận thì đang là một cái thế trận không ổn để cho chúng ta. Tham này cũng vẫn có thể đánh được, không bị đi quá nhiều. Nhưng chất Minoan bên kia nó là cái điều chúng ta đang lo ngại. Bây giờ liệu có tơn bỏ nhà và ốp thẳng vào nhà mà bốn một tơn không? Vào được thì đánh tiếp, không đánh không không ốp được chim sẻ thì... Vâng thì Quýt. Lớp với bao nhiêu rồi, lớp tham ai là 41. Lớp. Đây là lớp, đây là lớp, đây là lớp. Liệu phải chăng đây sẽ là một tơn đột biến? Vâng, đây là phải chăng liệu là tơn đột biến? Bên kia màu 1, màu 2 và màu 3 thì yếu rồi, nhưng chim sẻ là người đang khỏe. Thế bơm cho lớp lên 4 được không? Nhưng mà lớp cũng chẳng có nhà. Lớp cũng chẳng có nhà. Chẳng quá nhỉ, chim sẻ bên kia đã đập ca rồi. Đây là thứ đang có 500 thực này. Tí này. Đây là Quýt này. Không, lớp có 600 vàng này. 600 vàng đấy. Lớp có 600 vàng đấy. Thôi bơm đi. Bơm cho Quýt lên 4 đi. Hào 5, hào 5 mà nào. Thêm 100 vàng nữa nào, thêm 100 vàng nữa nào. Tí, à thứ bơm nốt đi, thứ bơm nốt đi. Bơm nốt chỗ vàng đi. Màu 5. Bên kia chắc là chim sẻ đang kích 4 rồi, như vậy là chim sẻ lên 4 xong rồi. Đây là Quýt. Bây giờ thì anh em phải đào vàng để cho Quýt có thể nâng được đạp đôi nhá. Đào vàng để cho Quýt có thể lên được đạp đôi nhá. Chẳng mà đang quá căng luôn.
Thôi bây giờ chúng ta phải cố. Vâng, cố để cho Quýt lên 4 vậy. Bây giờ gọi là chúng ta đang đánh cố. Ai có thực thì cứ bơm ra đi cho Quýt để Quýt kích chặt gỗ 2 nào. Nguyên là Quýt chặt gỗ cho Quýt đâu. Vâng, như vậy là có lừa và bắn chặn họ đẩy lên nhà của chủ trang Quýt. Họ cứ cố thêm chút nữa đi nào. Cố gắng lên xem nào. Đương nhiên là cái thế trận đang khó đánh rồi. Thôi cố được tí nào hay tí đấy. Bởi vì đây là chung kết rồi. Anh em cố gắng lên, mỗi người gắng thêm một chút nào. Gắng lên một chút thôi. Đương nhiên là thế trận này đang là một thế trận khó cho chúng ta. Và họ sao lại đỏ thế nhỉ. Nó bắn đúng vào nhà chính chúng ta đang nâng cấp rồi. Khoai, quy thôi. Quy thôi, quy thôi. Cày thật. Minoan rồi ban lên cung A là khó, chúng ta không lọt được vào nhà của Minoan thì rất khó đánh. Mặc dù quyết trận thì đấu này dâng sọc đơn là hiệu quả rồi, nhưng mà không thể lọt được vào nhà của chim sẻ thì là rất khó đánh. Bởi vì chất quân của con Minoan thì là nó mạnh nhất ở trong cái trận thi đấu này, nó cân được hết. Vâng, chất quân của Minoan là nó là cực kỳ mạnh và nó cân được hết. Thì mà một là bài đi dâng A còn gì. Khó quá, quân chúng ta nó quá xấu ở trong trận chung kết này. Đương nhiên là khi mà chúng ta không ốp được chim sẻ đi nắng, không lọt được vào nhà ở những thời điểm đầu tiên. Kể ra mà trận này mà chúng ta lọt được vào những cái thời điểm đầu tiên khiến cho chim sẻ giảm cái tiến độ lên 4 đi thì chắc là còn có cửa. Thì chắc thì có cửa. Trận này thì Quýt dâng sọc đơn cũng là rất hay rồi. Nhưng cơ bản cái chất quân này nó quá khắc. Bởi vì con Minoan nó lên được cái giáp 4 thôi thì nó có thể cân được hết cái chất quân của chúng ta. Ngựa chém thì cũng không vào được bởi vì chúng ta không có cung R. Vâng, không có cung R. Tỷ số là 2-3. Cả hai xe đấu chúng ta đều bị dẫn trước 2-0. Vâng, cân bằng được với về tỷ số là 2 đều nhưng không thể thắng được trận chung kết. Một cái gì đó vẫn là hơi nhọ nhem dành cho các game thủ của Song Hà. Rất đáng tiếc nhưng phải chấp nhận thôi. Khi mà đen, chung kết trận này đen quá. 0-2.